Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip một con cái siêu cọp tơ ôm con đực ba bê một tuần tuổi nha anh chị. Nó thì bò thì bên trại bò giống nó sẽ bao chữa, bao lòi lú nè, bao ăn uống nè, bao tạch lỗi nè, bao mọi tạch lỗi cho bộ mẹ con này luôn anh chị ơi. Tơ lứa đầu nha anh chị. Đó, bò thì ôm bò thì cọp đỏ nha anh chị, đỏ mặt luôn. Đó. Nó lưng thẳng đòn dài nha anh chị. Nó xây mặt thì sừng da luôn anh chị ơi. Đó. Chân là móng sò nha anh chị. Nó đuôi riết là nguyên chẩm. Nó những dòng cây siêu cọp thì cực kỳ mát sữa anh chị ơi. Nó cấp mình là thùng lớn đòn dài đó anh chị ơi. Hàng tơ ngang chân móng hoàn thiện nha. Nó đào mặt cực kỳ đẹp luôn. Nó đây là nó đòn dài sọc nha anh chị. Nó bốn vú đều. Đó. Lưng thẳng đòn dài anh chị ơi. Đó, đây là con đực ba bê bông muối tiêu nha anh chị. Nó cực kỳ pin lực luôn. Đó, cu giái hoàn thiện, chân cẳng hoàn thiện. Không bú giò bú cẳng nha anh chị. Đó. Thì anh chị có nhu cầu con mẹ con đực ba bê thì liên hệ. Đó, con cái này con của bò xin anh chị ơi. Đó, đực ba bê cực kỳ pin lực luôn. Đó, nó vô chạy vô mẹ đó anh chị ơi. Đó, mới một khoảng tầm 9-10 bữa nha anh chị. Đó, tầm 10 bữa đụng đúng cu beo rồi anh chị ơi. Mẹ là cực kỳ dày đòn luôn. Đó. Thì anh chị cần bộ mẹ con được ba bê lứa đầu này thì liên hệ số điện thoại em để trên hình. Những dòng này thì nuôi con cực kỳ mau lớn anh chị ơi. Đó. Cấp mình là cực kỳ hay luôn. Rồi anh chị có nhu cầu bộ mẹ con này thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Cần những con bò giống thì liên hệ. Rồi có cả ai bán bò thịt thì liên hệ em tới em bắt nha anh chị. Mua bán bò thịt bò cái nha anh chị. Mua bán trao đổi cũng được luôn. Đó. Anh chị này có bò năng hay bò thịt gì đổi bò mà sinh sản anh chị ơi.